Theo Sở Y tế, tính đến hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ và chưa ghi nhận ca mắc bệnh. Đối với trường hợp 11 người Trung Quốc đang được cách ly tại huyện La Dung, ngành y tế chỉ áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định là 14 ngày để an toàn cho cộng đồng cũng như bảo vệ sức khỏe của các cá nhân đi về từ vùng dịch. Đối với trường hợp hai người Trung Quốc có biểu hiện ho và đi từ dùng dịch đang được cách ly y tế tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Bệnh viện Baxter thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kết quả xét nghiệm, cả hai trường hợp này đều âm tính với virus corona. Sáng nay ngày 10 tháng 2 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ trì hội nghị trực tuyến với ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện toàn quốc để triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020. Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quán triệt nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020, đó là tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương và các tổ chức thành viên cần phát huy tích cực vai trò của cơ quan mình, tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị Những ngày qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực chủ động tham gia cùng chính quyền, mặt trận và các ngành chuyên môn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân phòng ngừa virus Corona. Tổ chức phát miễn phí với số lượng trên 105.000 khẩu trang y tế, hàng ngàn thuốc sát trùng, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và người dân. Bên cạnh đó còn cấp phát trên 7.000 tờ rơi tuyên truyền cách phòng tránh virus Corona. Trên địa bàn quyện Tháp 10 hiện còn trên 11.000 con heo, đa số là ở các hộ chăn nuôi tập trung hoặc chăn nuôi đảm bảo an toàn. Điển hình như trang trại nuôi heo trong hệ thống làm lạnh thanh hương, trung bình trang trại có 100 con heo sinh sản và khoảng 500 con heo con. Heo sinh sản được nuôi trong phòng kính, có hệ thống làm lạnh, tiêm phòng vaccine đầy đủ và có sổ theo dõi tiêm phòng. Công tác vệ sinh môi trường xung quanh cũng được thực hiện, vì vậy hạn chế được ảnh hưởng của dịch bệnh. Tất cả heo thịt của trang trại cũng được bao tiêu giá cao hơn thị trường từ 20%. Văn bản mới ban hành đáng chú ý Qua báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tỉnh về kết quả phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét tình hình dịch bệnh các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thời điểm biện pháp tái đàn heo, thời gian thực hiện trước ngày 22 tháng 2 năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh và chuyển giao sản phẩm khoa học của đề tài để ứng dụng với nội dung như sau. Tên đề tài sản xuất mèo giống và nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao tổ chức chủ trì và tiếp nhận sản phẩm khoa học đề tài đó là công ty cổ phần dịch vụ phát triển nông nghiệp